Chào cả nhà nha. Chuyện là lâu lắm rồi tụi em mới có dịp đi siêu thị để mua đồ về nấu lẩu. Và rất là vui và thú vị luôn. Nên tí ta tí tẩn cả nhà. Và trong lúc mà ngồi giải lao ăn kem thì em tranh thủ em lấy cái túi len đang đan tiếp. Đó, cái túi len này rất là dễ đan luôn cả nhà. Nam nữ đều đan được ha. Nhà tù lớn tuổi vừa gì đều đan được luôn, rất là thú vị. Và sau khi chúng ta đan xong cái túi này thì chúng ta có thể tự thưởng cho chính bản thân mình nè, hoặc là chúng ta tặng cho những người mà chúng ta yêu thương, như là bạn thân, crush, người yêu, vợ hoặc là mẹ của mình ha. Đó, em đang rất là khí thế luôn. Em đang đan màu hồng phấn nha cả nhà. Màu phấn này sẽ phối với màu trắng viền sầu ha. Đó, sau khi đan xong thì chúng ta cho vào một hộp quà rất là xịn sò và cute như thế này, để chúng ta tặng cho những người mà chúng ta yêu quý. Và sắp tới là Tết Dương lịch rồi nha cả nhà. Cả nhà nhớ chuẩn bị quà cho con gái của mình hoặc là những người thân yêu của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.